Đi trong kia kìa chị. Đi trong đó cúng. Đi trong đó cúng. Trong đó thanh tịnh lắm. Đi chẳng cúng. Tắm mấy ông Phật. Tắm cho mấy ông Phật nhỏ. Đi qua đây, đi qua đây. Qua đây, qua đây. Hả ổng hứng nước. Ồ bên này nó cái ca đó, hứng nước rửa mặt đó. Có cái ca kìa. Có cái cây đó. Hứng rửa mặt. Mạnh khỏe, mạnh giỏi. Đi mát. Trong kia mấy con cá. Nè. Cá nè. Cá quá trời rồi. Đi lại đằng đó đi xuống. Có hai em nào đó kìa. Ở đâu? Đẹp không? Đúng chữ kết thúc là tắt. Lớn mà. Thôi đi trong kia còn lớn nữa. Này đi chịu mát phải chụp hình chỗ này đi. Nắng, chụp hình trong đó. Chị quay em hay gì á? Em lớn thật hả? Thank you.